Hướng dẫn Solo nói thoại đi, Phúc sẽ đến. Gặp lại mọi người, hôm nay thì Ngọc Ghe sẽ hướng dẫn cho mọi người solo note bài Hòa đi Phúc sẽ đến trên điệu pop ballad tempo 88 cho tới 90. Chúng ta có thể chơi điệu rumba nhanh cũng được, hoặc là bolero nhanh 90, hoặc là điệu bebop, hoặc là pop ballad vẫn được nha. Bài này tông gốc ca sĩ Đoàn Lâm hát trên giọng si thứ, thì Thiện sẽ hướng dẫn trên giọng la thứ, và mọi người chain bass cộng 2 lên nha. Ở đây thì Thiện không có chain bass. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu làm intro, và Thiện đang hướng dẫn trên cái đàn Custom SV800. Chúng ta sẽ sử dụng tiếng sáo và tiếng đàn tranh đó, những tiếng nhạc hoa. Đây là bài nhạc hoa lời Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần intro luôn nha. Thiện sẽ đàn mẫu intro. Rồi, bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn nha. Chúng ta sẽ lấy tiếng sáo nè. Đây. La 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 mi re re mi son mi son la la. La do do la son re son mi. Đó, chúng ta sẽ kéo là son mi. Chúng ta bend 3, hoặc là nếu mà không bend này chúng ta sẽ đánh son hai mi, hoặc là chúng ta sẽ thực hiện chế độ kéo bend. Rồi, chúng ta sẽ qua tiếng thứ 6. Ở đây thì Thiện sẽ xài tiếng 6 và cộng với tiếng string luôn. La si do re mi. À, chúng ta sẽ nè. La si do re mi, mi la la. Mi re, re mi re. La do si, si la son, mi son la. 2, 3, 4. Đó, như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong phần intro. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần đoạn 1 nha. Nhưng mà mọi người nhớ cái khúc cuối nè, chúng ta sẽ bấm fill nè. Thiện sẽ đánh lại cái khuôn nhạc số 2 nè. Son 2 mi. À, ngay cái hợp âm cuối cùng mi mi thứ rồi, chúng ta sẽ bấm cái nút rig cho nó báo, cho nó tu ti á. Rồi bấm fill một cái nữa. La do si si la son mi son la 2 3 fill. Phát số 3 chúng ta sẽ bấm bao trống ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đoạn 1 bao năm lạc trôi. Giờ trước khi hướng dẫn Thiện sẽ đàn mẫu luôn. Đó là đoạn 1 ha, chúng ta sẽ cùng đánh nè. Bao năm thì hướng dẫn luôn ha. Mi mi re mi la la mi re do si la, mang trên vai hành trang. Do 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 la re re son mi mi re mi. Hai, quên đi những lối nhỏ. Mi mi la do 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 la re re mi re son re 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 son 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 si do la 2 3 4. Đoạn là tương lai ngày mai y chang luôn. Giờ chúng ta sẽ quay lại, có cái khung thay đổi chúng ta sẽ nhắc lại nha. Tương lai ngày mai nè. Mi mi re mi la la mi re do si la, đơn phương chỉ mình ta. Do 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 la re re son mi mi re mi, đôi tay cứ mãi. Mi mi la do 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 la re re mi re. Rồi
đời qua khung số 2 nha. Mặc cho dân gian cao xé thánh nhân à. La re 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 mi son la hai ba phiêu. Ai là sẽ qua đoạn điệp khúc luôn ha. Giờ thì sẽ đàn mẫu à, đoạn điệp khúc trước rồi thì sẽ hướng dẫn. Phiêu. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn luôn ha, chúng ta sẽ lấy tiếng sáo để chúng ta đàn. Mi la 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 mi re re mi son la la. Mi la đô đô la son re mi hai ba. Rồi, công danh dương thành công nè. Mi la 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 mi la la mi re re mi re la si 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 la son mi son la hai ba bốn. Miền đời như sát thương nè. Mi la 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 mi re re mi son la la mi la đô đô la son rồi mai đây ta thành công. Mi la 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 mi la la mi re re mi re. Rồi bình tâm chỉ coi ta bà. La si 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 la son mi son la. Như vậy là Thiện đã hướng dẫn và chia sẻ xong cho mọi người solo note bài họa đi phu sẽ đến. Ngoài ra chúng ta có thể chơi trên Vina House vẫn được nha mọi người. Vẫn được nha. Rồi nếu mọi người có nhu cầu đăng ký giúp trình học đàn thì có thể liên hệ qua cho Thiện. Và ngoài ra mọi người có nhu cầu tham khảo cây Custman SV800 mới giá tầm 17-18 triệu, hoặc là SX700-900 thì có thể liên hệ qua nhạc cụ Thiện Học Gian số 0973675251 nha. Mến chào mọi người nha. Nếu mọi người thấy hay thì có thể đăng ký giáo trình học đàn organ đệm hát do chính Thiện soạn. Trong này có rất nhiều bài từ bolero cho jazz, solo rock, disco và hướng dẫn rất là chi tiết. Cho những ai biết nhạc lý thì học rất là dễ, mà nếu mà không biết nhạc lý chúng ta có thể nhìn phiên âm. Bây giờ thì sẽ quay trực tiếp luôn cuốn sách, liên hệ qua số điện thoại 0973675251 nha mọi người. Rồi đây là giáo trình dạy đệm hát organ cấp tốc ha mọi người, đó không? Có hợp âm nè. Đó, có phần solo nhạc lý, có phần solo phiên âm cho mọi người luôn. Trong này là có phần đệm luôn nha mọi người, rất là hay luôn. Có intro nè, câu lót nè, điệp khúc nè, gian tấu, outro luôn. Đó, về đầu mái tóc người thương chẳng hạn, có solo nhạc lý, solo phiên âm và có hướng dẫn intro, câu lót rõ ràng luôn nha mọi người. Rồi, ví dụ trang sau ha, ví dụ như bài áo mới Cà Mau đây, thấy không? Có solo phiên âm nhạc lý luôn nè, thấy không? Và có phiên âm solo luôn. Đó, trong này thì có hướng dẫn câu intro, có câu lót, rất là hay luôn nha mọi người. Đó, mọi người có thể liên hệ để mua cuốn sách này và video dạy của Thiện nha. Trong này thì còn rất nhiều luôn. Đó, nhưng kiểu như bài Bộ Thời Đã Xa nè, thấy không? Có solo phiên nhạc lý, ok luôn ha. Rồi liên hệ qua nhạc cụ Thiện Học Gian số điện thoại 0973675251 để đăng ký giáo trình nha mọi người.